Trong bối cảnh diễn ra kỳ nghỉ dài nhân dịp năm mới năm 2023 thì giới chức của Nhật Bản đã đề cao cảnh giác trước nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Theo đó, nước này cũng sẽ thắt chặt một số những quy định để giảm thiểu các hoạt động tập trung đông người. Và từ đầu tháng 12 cho đến nay, tuy số ca mắc COVID-19 mới tại Nhật Bản chưa bằng mức đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm thứ bảy, thế nhưng số ca tử vong cao bất thường với 399 ca vào ngày 22 và 24 tháng 12 vừa qua đã gần bằng mức đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm lần thứ bảy. Thông báo mới nhất của chính quyền Tokyo nêu rõ sẽ không tổ chức sự kiện đếm ngược vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới ở nhà ga Shibuya. Đây là năm thứ ba liên tiếp sự kiện này bị hủy do lo ngại có thể khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh hơn khi nhiều người tập trung tại đây. Ngoài ra, chính quyền Tokyo khuyến cáo người dân hạn chế uống rượu bia tại các địa điểm tập trung đông người như nhà ga, trung tâm thương mại từ 21 giờ tối ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến 3 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023. Các cửa hàng tiện lợi cũng được khuyến cáo hạn chế bán đồ uống có cồn trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, 6 trạm giám sát và hơn 100 nhân viên sẽ được tăng cường để điều tiết tại các khu vực thường tập trung đông người nhằm kịp thời giải tán đám đông và giải tỏa dòng người ùn ứ ở các điểm nút giao thông.